Xin chào khán giả của kênh Hậu Trường Bóng Đá. Vâng, thưa các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với hình ảnh sau trận đấu, trận ra quân của các thủ Viettel tại vòng bảng FC Cup 2022 trước đối thủ là Young Elephant đến từ Lào. Và đây là những hình ảnh đáng chú ý sau trận đấu này. The final score is Viettel 5, Young Elephant 1. Vậy trận đấu giữa của trận đấu, hai đội Viettel và Young Elephant đã khép lại một chiến thắng. Dù thật sự là nếu mà nói không thể lối chơi thì cũng chưa phải là thuyết phục lắm. Tuy nhiên thì dù sao đây vẫn là một khởi đầu tốt đối với đoàn quân của huấn luyện viên Dieter Hecking. Trận đấu hôm nay thì xuất hiện của bạn gái thủ môn Đức là Gia Hân. Ngoài ra còn có cả bố của Gia Hân cũng tới sân để cổ vũ cho Hoàng Đức và các đồng đội. Theo ra cảm ơn huấn luyện viên. Hôm nay thì đã có hơn 1.000 khán giả tới sân Thống Nhất. Con số thì không phải là quá đông. Dù sao thì đây cũng là một nguồn kích lệ để cho các cầu thủ Viettel. Hy vọng là trận đấu tới thì lượng khán giả tới sân Thống Nhất cũng cho đội bóng này sẽ đông hơn. Ladies and gentlemen, we have the honor to present the player of the match over. Số fan nữ cũng của fan các cầu thủ Viettel cũng ra sân để cổ vũ cho đội bóng này. Và đương nhiên rồi thì họ không thể không biết Gia Hân được. Gia Hân thì đã đồng hành cùng Hoàng Đức rất nhiều các trận đấu ở từ Nam tới Bắc. Các cổ động viên thành phố Hồ Chí Minh cũng dành những tràng pháo tay cho tinh thần thi đấu của cầu thủ Young Elephant. Trận đấu này thì đội bóng nước của Lào đã gây bất ngờ khi ghi bàn thắng ngay những phút đầu và đã có phản ứng ra khiến cho Viettel phải rất vất vả. Trận đấu này thì năm bàn thắng của Viettel ghi do công của Pedro Paulo hat-trick này, Nhâm Mạnh Dũng một bàn và Hoàng Minh một bàn. Nhâm Mạnh Dũng tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng sau SEA Games và một chung kết của U23 châu Á. Thấy không rõ. Các cổ động viên thành phố Hồ Chí Minh cũng dành những tràng pháo tay cho tinh thần thi đấu của cầu thủ Young Elephant. Trận đấu này thì đội bóng nước của Lào đã gây bất ngờ khi ghi bàn thắng ngay những phút đầu và đã có phản ứng ra khiến cho Viettel phải rất vất vả. Trận đấu này thì năm bàn thắng của Viettel ghi do công của Pedro Paulo hat-trick này, Nhâm Mạnh Dũng một bàn và Hoàng Minh một bàn. Nhâm Mạnh Dũng tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng sau SEA Games và một chung kết U23 châu Á. Và tranh thủ trong lúc chờ cái lượt phỏng vấn thì Nhâm Mạnh Dũng cũng đang được những gọi là những cái bạn làm công tác điều phối ở sân Thống Nhất xin chữ ký. Rõ ràng thì sau những giải đấu vừa qua thì Mạnh Dũng bây giờ đã trở thành một idol quốc dân rồi. Có vẻ như đội bóng của ông hôm nay vẫn chưa có sự thể hiện tốt, mặc dù là chúng ta ghi bàn nhiều. Xin ông cho biết tại sao? This seems to be the
even for many rules, a new letter to your hand. The score by opponent, the fourth quarter, we won that in our wall. And surprisingly, they shoot from far distance. So our goalkeeper didn't concentrate on it. But after that, get better and we won enough and play and walk and then we together. Excellent. Ở cái bàn thua đầu tiên thì chúng tôi chưa có sự tập trung cần thiết và đó cũng là những phút đầu tiên trận đấu. Pha dứt điểm của cầu thủ bên phía đối phương là tương đối bất ngờ và tôi thấy là thủ môn của chúng tôi cũng không có được sự tập trung đủ để có thể cản phá an toàn vào bóng đó. Tuy nhiên thì sau đó thì chúng tôi cũng đã lấy lại cái trận và như các bạn đã biết thì chúng tôi cũng đã có được chiến thắng. Và với tôi thì cái màn trình diễn ở những phút sau đó cũng là quan trọng và chúng tôi thấy là đây là một chiến thắng mà tôi có thể hài lòng. Và đã nhận thức ghi bàn thì liệu huấn luyện viên có kế hoạch để sử dụng
how to plan to play him in the first 11. Do you have a plan to play him in the first 11 for the next game? Or he just a substitution for the next game? Ramadan is still young and got much more potential in the future. So our team in there or Vietnam, I think it's good for future, football future. Ramadan is potential. And he can improve, he can develop the Vietnamese football. So he has time to wait. So, but we have another option, very good option, such as Pedro, Giovanni, our good quality option. So maybe it's the second option. So anytime he can have he can take a good chance. Và với tôi thì Nhâm Mạnh Dũng là một cầu thủ rất là tiềm năng, và tôi cũng cho rằng cậu ấy không chỉ là tiềm năng của câu lạc bộ mà còn là tương lai của Việt Nam, một trong những cầu thủ sẽ có được những cái phát triển rất là tốt. Và ở thời điểm hiện tại thì Nhâm Mạnh Dũng vẫn đang là một cầu thủ trẻ và cậu ấy còn rất nhiều thời gian để phát triển phía trước, và chúng tôi cũng đã trao cơ hội để cho Nhâm Mạnh Dũng thể hiện, và ngày hôm nay cậu ấy cũng đã thể hiện thành công. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại thì câu lạc bộ chúng tôi có rất là nhiều những sự lựa chọn tốt trên hàng công, và nhưng mình cũng còn thời gian vì thế mà cậu ấy phải cạnh tranh với những cầu thủ khác như là Pedro, Giovane, và điều đó sẽ khiến cho cậu ấy có thêm nhiều động lực cũng như là thêm nhiều cái khát khao thi đấu hơn để thành công trong tương lai, không chỉ cho bản thân cậu ấy mà còn cho đội bóng cậu ấy quốc áo. Vâng, và vừa rồi cũng là những hình ảnh cuối cùng trong video. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo trên kênh Hậu Trường Bóng Đá.